Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trương Quang Trẻ, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com, công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 5 2024. Và sau đây là các bản tin chính. Thượng viện sẽ bỏ phiếu về vấn đề biên giới trong tuần này. Tòa hình sự quốc tế ICC xin lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel và Hamas vì các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh. Thủ tướng Netanyahu nói về quyết định bắt giữ của tòa án quốc tế. Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump tại New York bước sang ngày thứ 19. Cựu Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Súng trường NRA. Nghiên cứu cho thấy số người lớn tuổi bị ngộ độc cần sa cao gấp 3 lần giới trẻ. Honda thu hồi 187.000 xe truck Ridgeline vì vấn đề về camera. Chuỗi tiệm bán lẻ Target giảm giá hàng ngàn sản phẩm. Và thưa quý vị, bản chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên là việc các đảng viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện hiện nay đang lên một kế hoạch nhằm tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Năm tới đây về chương trình an ninh biên giới lưỡng đảng mà phía Cộng Hòa đã ngăn chặn vào hồi đầu năm. Đây là một nỗ lực nhằm lật ngược các kịch bản liên quan đến vấn đề chính trị nhập cư, một điểm yếu lớn đối với Tổng thống Joe Biden. Đạo luật này do các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đã đàm phán và nó được thiết kế nhằm giảm việc vượt biên, nâng cao rào cản đối với số người di dân đủ điều kiện xin tị nạn và đồng thời cũng nhanh chóng từ chối những người không đáp ứng được đúng yêu cầu. Và nếu như dự luật này được thông qua thì nó sẽ trao quyền cho Tổng thống đóng cửa biên giới nếu gặp phải bất kỳ một nguyên nhân nhất định nào. Nếu nó trở thành luật thì đây sẽ là bộ hạn chế di dân sâu rộng nhất trong nhiều thập niên qua. Và Tổng thống Biden đã ủng hộ dự luật này. Tuy nhiên, phía cựu Tổng thống Donald Trump đã giúp hủy bỏ đạo luật này vào hồi đầu năm và đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ ngăn chặn nó một lần nữa. Lãnh đạo đa số khối thượng viện, ông Chuck Schumer của Dân Chủ thuộc thành phố New York đã lên tiếng thông báo cho các thành viên trên sàn thượng viện về cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Năm tới đây và gọi đây là dự luật an ninh biên giới mạnh mẽ, toàn diện nhất mà chúng ta từng thấy trong một thế hệ. Ông Schumer cho biết vào ngày hôm nay thứ Hai, tuần này, phía thành viên đảng Cộng Hòa sẽ có một cơ hội khác để làm điều đúng đắn. Và hầu hết mọi người đều đồng ý rằng hiện trạng không thể tiếp tục. Khu vực biên giới phía Nam của chúng ta hiện nay đang rất cần thêm nguồn lực và hệ thống nhập cư của chúng ta đang cần phải được sửa chữa. Ông Chuck Schumer nói thêm, tất cả những người nói rằng chúng tôi cần hành động ở khu vực biên giới thì sẽ có cơ hội trong tuần này để chứng tỏ rằng họ nghiêm túc đối với lời nói của họ về việc sửa chữa vấn đề an ninh tại biên giới. Chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của lưỡng đảng nếu có bất kỳ hy vọng nào để dự luật này có thể được thực hiện. Và nếu như thứ Năm này được bỏ phiếu thì dự luật sẽ cần có 60 phiếu để có thể tiến hành và nó sẽ được xem là thất bại vì sự phản đối áp đảo của phía thành viên đảng Cộng Hòa. Kế đến về bản tin quốc tế, Tòa hình sự quốc tế ICC xin lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel và Hamas vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Tòa án hình sự quốc tế, tức ICC, đang xin lệnh bắt giữ các lãnh đạo Hamas và Israel vào ngày thứ Hai, 20 tháng 5 năm 2024. Cả hai phía đang bị buộc tội vì vụ tấn công khủng bố bạo lực của Hamas tại Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và sự trả đũa tiếp theo của Israel đối với các chiến binh Hamas ở dải Gaza. Cuộc chiến của họ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng, tạo nên một làn sóng chính trị khắp thế giới.
Ông Karim Khan là công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết, chúng tôi đã nộp đơn xin chat lên phòng sơ thẩm của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến 3 cá nhân là thành viên lãnh đạo Hamas với những cáo buộc là tiêu diệt, giết người, bắt giữ con tin, hiếp dâm và tấn công tình dục trong trại giam. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Hamas cho biết họ lên án mạnh mẽ nỗ lực của công tố viên ICC nhằm đánh đồng nạn nhân với những kẻ gây hấn bằng cách ban hành lệnh bắt giữ các thủ lãnh kháng chiến của người Palestine. Công tố viên ICC Karim Khan nói thêm, chúng tôi có nhiều bằng chứng hỗ trợ cho các đơn xin lệnh bắt giữ mà chúng tôi đã nộp lên thẩm phán. Công tố viên ICC cũng đang truy lùng lãnh đạo Israel. Ông Karim Khan nói tiếp, chúng tôi sẽ nộp đơn xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và cả Bộ trưởng Quốc phòng của Israel là Galan đối với các tội ác gây ra sự hủy diệt, gây ra nạn đói như là một phương thức chiến tranh, bao gồm cả việc từ chối tiếp tế hàng cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào thường dân trong xung đột. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi đơn xin trách tòa bắt giữ là một sự phẫn nộ chính trị và nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được thả và Hamas bị tiêu diệt. Đơn xin bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas giờ đây sẽ được chuyển đến Hội đồng Thẩm phán ICC để xem xét. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết chiều thứ Hai rằng Hoa Kỳ về cơ bản bác bỏ hành động của công tố viên ICC và thêm rằng ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken, thì ICC được thành lập với tư cách là một tòa án có thẩm quyền hạn chế. Nhưng công tố viên đang gấp rút xin lệnh bắt giữ thay vì dành cho hệ thống pháp luật Israel thời gian để điều tra đầy đủ mọi cáo buộc để tội ác chiến tranh là điều mà ICC đã làm trong các trường hợp khác. Đây cũng là lần đầu tiên ICC nhắm vào lãnh đạo cao nhất của một đồng minh thân cận với Hoa Kỳ. Quyết định này đưa ông Netanyahu vào cùng danh sách chịu lệnh bắt giữ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc chiến của Nga vào Ukraine. Quyền tài phán của ICC không giới hạn ở gần 125 quốc gia đã ký kết quy chế Rome thiết lập ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Tuy nhiên, những quốc gia không ký kết như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga không bắt buộc phải giao nộp những tội phạm bị cáo buộc. Ngay lập tức sau khi công tố viên của tòa án hình sự quốc tế ông Karim Khan lên tiếng cáo buộc Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Galant và 3 thủ lĩnh Hamas, thì các nhà lãnh đạo Israel cũng như Thủ tướng Netanyahu đã lên án hành động này là một hành động đáng hổ thẹn. Tổng thống Joe Biden cũng đã chỉ trích công tố viên và đồng thời ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hamas. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán sẽ quyết định là có ban hành lệnh bắt giữ hay không và cho phép vụ án này sẽ được tiếp tục. Israel không phải là thành viên của tòa án, cho nên ngay cả khi lệnh bắt giữ đã được ban hành, thế nhưng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Galant sẽ không phải đối mặt với bất kỳ nguy cơ bị truy tố ngay lập tức nào. Tuy nhiên, lời đe dọa bắt giữ có thể gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo Israel trong vấn đề nếu như họ đi ra ngoại quốc. Ông Netanyahu thì gọi các cáo buộc của công tố viên chống lại ông là một sự ô nhục và là một cuộc tấn công vào quân đội Israel và toàn bộ đất nước của ông. Ông thề sẽ tiếp tục cuộc chiến của Israel để chống lại Hamas. Trong khi đó, thì Tổng thống Biden cho biết nỗ lực bắt giữ ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Galant vì cuộc chiến tại dải Gaza là thái quá. Đồng thời nói thêm rằng bất kể công tố viên này có thể ám chỉ điều gì, nhưng không có sự tương đương. Không có sự tương đương giữa Israel và Hamas. Ngoài ra thì lực lượng Hamas cũng lên tiếng để tố cáo hành động của công tố viên của Tòa án Quốc tế ICC, cho rằng việc yêu cầu bắt giữ các nhà lãnh đạo của tổ chức Hamas là một hành động đánh đồng nạn nhân với các đào phủ thủ. Ông Netanyahu đã phải chịu nhiều áp lực nặng nề trong nước để có thể chấm dứt chiến tranh và hàng ngàn người Israel hiện nay đã phải tham gia nhiều cuộc biểu tình để kêu gọi chính phủ cần phải đạt được thỏa thuận để đưa các con tin trở về. Nhưng Thủ tướng Netanyahu đã nói, quyết định xúc phạm của công tố viên ICC Karim Khan nhằm xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ của Israel là một sự đáng phẫn nộ về mặt đạo đức, nó có tầm vóc lịch sử. Và điều này sẽ để lại dấu ấn xấu hổ vĩnh viễn đối với tòa án quốc tế. Israel hiện nay đang tiến hành một cuộc chiến chính nghĩa để chống lại khủng bố Hamas, một tổ chức khủng bố diệt chủng đã gây ra cuộc tấn công tồi tệ nhất vào người Do Thái kể từ sau cuộc Holocaust. Trong khi đó, thì lực lượng Hamas đã tàn sát 1.200 người Do Thái, hãm hiếp phụ nữ Do Thái, thiêu sống trẻ sơ sinh Do Thái, bắt hàng trăm con tin. Bây giờ đây, trước những nỗi kinh hoàng này thì ông Khan lại tạo ra một kẻ khốn nạn và một sự tương đương sai lầm về mặt đạo đức giữa các nhà lãnh đạo Israel và tay sai của Hamas.
những cáo buộc vô lý của công tố viên chống lại tôi và Bộ trưởng Quốc phòng Israel là chỉ là một nỗ lực nhằm từ chối quyền tự vệ cơ bản của Israel. Và tôi đã bảo đảm với quý vị một điều, những nỗ lực này sẽ hoàn toàn thất bại. Sang qua bản tin về tại Hoa Kỳ thì phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump tại New York bước sang ngày thứ 19. Hôm thứ Hai ngày thứ 19 của phiên tòa, cơ quan công tố tiểu bang New York đã kết thúc cáo trạng cho vụ án hình sự xét xử cựu Tổng thống Trump, tội trả tiền để mua sự im lặng của diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels nhằm thao túng cuộc bầu cử năm 2016. Điều này diễn ra sau khi cựu luật sư của ông Trump là Michael Cohen thừa nhận trước tòa, trong khi khai chứng, rằng ông ta đã ăn cắp tiền từ tổ chức Trump Organization. Tiết lộ này được đưa ra trong cuộc đối chất cùng ông Cohen trong ngày thứ Tư phải ra tòa làm chứng của ông. Luật sư phía bào chữa là Todd Blanche đã hỏi ông Cohen về khoản thanh toán cho một công ty công nghệ và ông Cohen thừa nhận ông đã nói dối CFO của tổ chức Trump lúc bấy giờ là Alan Weisselberg về số tiền ông ta nợ công ty công nghệ. Cohen nói với Weisselberg số tiền là 50.000 Mỹ Kim trong khi Cohen chỉ trả cho công ty công nghệ đó 20.000. Ông Cohen khai chứng hôm thứ Hai rằng ông đã nói hết với các công tố viên về số tiền khác biệt trong lần đó, nhưng khẳng định ông chưa bao giờ phạm tội trộm cắp. Điều đáng ghi nhận cho phiên tòa hôm thứ Hai là ông Bob Costello, luật sư đã cố vấn cho ông Michael Cohen sau khi nhà của ông Cohen bị FBI đột kích. Và ông Costello ra hầu tòa với tư cách là nhân chứng thứ nhì của bên bào chữa. Đây là điểm mấu chốt. Thẩm phán Juan Merchant phán quyết ông Costello có thể làm chứng về hai tuyên bố không nhất quán trước đó liên quan đến lời khai của ông Cohen. Tuy nhiên, thẩm phán Merchant nói ông không muốn cuộc thẩm vấn trở thành một phiên tòa trong một phiên tòa bởi vì người đang bị xét xử tội hình sự là ông Trump chứ không phải ông Cohen. Cho nên, thẩm phán đã hạn chế phạm vi của câu hỏi. Ông Costello khai rằng ông đã gặp ông Cohen tháng 4 năm 2018 trong 2 tiếng đồng hồ. Và ông Cohen đã nói ông Trump không liên quan đến việc thanh toán tiền cho Stormy Daniels để ém nhẹm chuyện này. Tuy nhiên, Cohen nói rằng lúc đó là lúc ông vẫn còn trung thành với ông Trump. Và phía ông Trump thì trả tiền luật sư phí cho ông ta và hy vọng là ông ta sẽ không tiếp tay với phía công tố. Ông Costello đã bày tỏ phản ứng tiêu cực rõ rệt nhiều lần trước các phán quyết của thẩm phán Juan Merchant. Chẳng hạn như ông Costello đã nói lố bịch, tức là ridiculous, sau khi có một sự phản đối từ phía công tố và thẩm phán đã chấp thuận. Ông Costello đã nói chúa ơi hết lần này đến lần khác, cũng như là đảo mắt và thở dài trong đợt phản đối thứ ba. Cuối cùng, thẩm phán Merchant đã phải yêu cầu bồi thẩm đoàn rời khỏi tòa và sau đó chỉ trích cách cư xử thiếu chuẩn mực của nhân chứng. Ông Costello trừng mắt nhìn thẩm phán một lúc lâu và thẩm phán Merchant đã tức giận hỏi ông đang nhìn chầm chầm vào tôi à, rồi phán rằng tất cả hãy rời khỏi phòng xử án. Và sau vài phút thì mọi người mới được phép quay trở lại phòng tòa án. Trong phần đối chứng, công tố viên Susan Hoffinger đã hỏi ông Costello rằng Cohen có lẽ mang lại lợi ích lớn cho công ty của ông ta vào thời điểm đó, có đúng hay không? Costello trả lời, tôi không muốn ông ta là thân chủ. Tuy nhiên, phía công tố đã thách thức Costello và nói rằng ông ta sẽ rất vui khi được công bố ông Cohen là thân chủ của mình và bằng chứng được trưng là email ông Costello gửi cho con trai của mình về việc được làm luật sư đại diện cho ông Cohen. Và người con trai đó đã trả lời email với lời chúc mừng. Vào cuối phiên tòa hôm thứ Hai, phía biện hộ lại xin mistrial, tức là hủy phiên tòa, vì cho rằng lời khai chứng của ông Cohen không đáng tin cậy. Phía công tố nhấn mạnh rằng bồi thẩm đoàn đã có đầy đủ giấy tờ vật chứng để họ thảo luận và đưa ra kết luận của riêng họ. Thẩm phán nói rằng ông sẽ cho biết quyết định của ông vào ngày mai thứ Ba và hẹn gặp lại tất cả các luật sư và mọi thành viên của phiên tòa vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Chắc chắn ngày mai sẽ là một phiên tòa cũng gay cấn không ạ? Vâng, nhưng mà tại vì phía biện hộ đã xin mistrial lần này thứ Ba rồi anh. Dạ vâng. Lần nào cũng cũng bị bác bỏ. Lần này, dạ, hai lần trước đã bị bác bỏ, lần này người ta không dám nói trước nhưng mà cũng có lẽ là sẽ bị bác bỏ vì cái câu trả lời của thẩm phán là ông nghĩ rằng những cái nếu như ông Cohen là người nói dối, những lời nói dối đó không cách nào mà phủ nhận được thì lẽ nào mà ông đó có đủ khả năng để lừa dối tất cả 12 bồi thẩm đoàn hay sao? Họ đã trải qua hết mọi thứ, ít nhất phải để cho họ quyết định chứ đúng không? Đúng. Vậy mới là đúng. Cho nên Thanh Thảo nghĩ rằng phiên tòa sẽ kết thúc với một quyết định của bồi thẩm đoàn mà chúng ta không biết là quyết định gì. Dạ vâng, ngày mai thì là đến phần kết luận của các luật sư và các bữa bên phía biện hộ, tại vì phía bên phía công tố họ đã xong phần của họ rồi. Và tôi đang tưởng tượng tới cái giây phút mà ông Costello ông nhìn trừng trừng vào ông Merchant rồi mà thẩm phán hỏi là ông đang nhìn chầm chầm vào tôi đó, chắc nó ngộ lắm á, chắc buồn lắm. Lúc đó là bồi thẩm đoàn đã được mời ra ngoài. À hả, may là nó được mời. Sau đó là sau cái câu nói đó thì thẩm phán giận quá đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng tòa án, tại vì ông có quyền nhất trong tòa. Chắc là cũng nhiều sự kiện diễn ra thích thú, là khá lý thú phải không ạ? Dạ.
Vâng thưa quý vị, thì trong khi cựu tổng thống trở lại với tòa án trong ngày hôm nay, thì những ngày cuối tuần vừa qua ông đã dành một phần thời gian tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia để chứng tỏ mình luôn luôn là một đồng minh đáng tin cậy của các nhà hoạt động về tu chính án số 2. Trong khi phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia vào cuối tuần vừa rồi, cựu tổng thống cho biết quyền của các chủ sở hữu súng được xem là đang bị bao vây, và đồng thời kêu gọi những người tham dự hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho chu kỳ chính trị này. Cựu tổng thống đã nói, nếu những người sở hữu súng bỏ phiếu thì chúng ta sẽ đẩy họ đến mức mà chưa ai từng thấy trước đây. Tôi nghĩ các bạn là một nhóm nổi loạn, nhưng lần này hãy nổi loạn và bỏ phiếu nhé, được không? Ông đã nhận được sự tán thành của Hiệp hội Súng trường vào ngày thứ Bảy và khoe rằng với tư cách là tổng thống, ông ấy đã đứng về phía tổ chức này bất chấp các áp lực thực hiện các hạn chế mới về súng. Cựu tổng thống Donald Trump nói, họ không thể lay chuyển chúng ta một inch nào và chúng ta cần phải đứng vững. Bài phát biểu của ông ngắn gọn về chi tiết cụ thể liên quan đến những gì mà ông ấy sẽ làm để bảo vệ hoặc mở rộng quyền sử dụng súng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Nhưng ông ấy hứa sẽ đẩy lui mọi cuộc tấn công của ông Biden vào tu chính án thứ hai. Ngay lập tức thì phía chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích sự xuất hiện của ông tại cuộc họp. Trong một tuyên bố trước bài phát biểu của mình, thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói, vào thời điểm mà súng đang là nguyên nhân số một gây tử vong cho nhiều trẻ em và các thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump đang phục vụ cho cuộc vận động hành lang liên quan đến súng và đe dọa sẽ làm cho cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn nếu như ông ấy tái đắc cử. Trở lại năm 2016, Hiệp hội Súng trường đã chi hơn 30 triệu Mỹ Kim để giúp cho cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng không rõ chúng đã giúp hữu ích như thế nào trong cái đợt vận động kỳ này. Một loạt vụ bê bối đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng nổi tiếng nhất của quốc gia. Đỉnh điểm là vào hồi tháng 2 vừa qua, với việc bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố tổ chức này và các giám đốc điều hành của NRA phải chịu trách nhiệm trong một vụ tham nhũng dân sự. Tuy nhiên, với lời kêu gọi là tất cả những người sở hữu súng phải đi bỏ phiếu, thì cựu tổng thống đã kêu gọi trong một căn phòng đầy những người sở hữu súng và hoạt động chính trị. Tôi muốn có một cuộc bầu cử và kết quả khi quý vị đi ra bỏ phiếu sẽ là một trận lở đất kinh hoàng. Vào ngày thứ Bảy, vài tiếng đồng hồ trước khi ông lên sân khấu, thì chiến dịch tranh cử của ông đã thành lập liên minh những người sở hữu súng ủng hộ ông Trump. Đây là một nhóm gồm 50 thành viên của Olympic và các nhà lãnh đạo thuộc ngành công nghiệp sử dụng súng đang ủng hộ chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump. Kế đến là bản tin về nghiên cứu cho thấy số người lớn tuổi bị ngộ độc cần sa cao gấp 3 lần giới trẻ. Nghiên cứu mới cho thấy ngộ độc cần sa đã tăng gấp 3 lần ở người lớn tuổi kể từ khi chất này được hợp pháp hóa tại Canada. Đó là kết quả được công bố hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 5, trên tạp chí JAMA Nội khoa. Các nhà nghiên cứu cho biết các món ăn ngày càng trở nên phổ biến ở người cao niên, bao gồm bánh nướng, kẹo và thức uống. Nhưng một số người tiêu dùng có thể không nhận thức được sức mạnh của cần sa ngày nay. Cuộc nghiên cứu cho thấy mức tăng lớn nhất về số người phải đến phòng cấp cứu vì ngộ độc cần sa là thuộc nhóm người cao niên. Điều đó mâu thuẫn với giả thuyết cho rằng chủ yếu là giới trẻ thích sử dụng cần sa được hợp pháp hóa hơn. Hoa cần sa khô đã trở thành hợp pháp tại Canada vào tháng 10 năm 2018. Việc hợp pháp hóa các món ăn chứa cần sa được thi hành vào tháng Giêng năm 2020. Triệu chứng của việc bị ngộ độc cần sa là nạn nhân cảm thấy bối rối, rối loạn tâm thần bao gồm ảo giác, các cơn lo lắng hoặc là hoảng loạn, tim đập loạn nhịp, đau ngực, buồn nôn và nôn mửa. Trong thời gian nghiên cứu kéo dài 8 năm, trung bình có 2.322 lượt đến khoa cấp cứu vì ngộ độc cần sa ở người lớn tuổi ở độ tuổi trung bình là 69 tuổi. Gần 17% những người trưởng thành này đồng thời bị say rượu, khoảng 38% mắc bệnh ung thư và 6.5% mắc chứng mất trí nhớ. Bác sĩ Lona Moody và bác sĩ Sharon Inui, những người không tham gia vào cuộc nghiên cứu kể trên, đã bình luận về nghiên cứu rằng nghiên cứu này cung cấp một cảnh báo về việc hợp pháp hóa các chất mà không có nghiên cứu, giáo dục và cố vấn đầy đủ cho người dùng về tác dụng phụ và cách sử dụng an toàn, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Bà Modi là giáo sư nội khoa Amanda Sanford Hickey tại Đại học Michigan ở Ann Arbor. Bà Inui là giám đốc trung tâm lão hóa não tại Viện Nghiên cứu Lão hóa Hinda and Arthur Marcus ở Boston, Massachusetts, đồng thời cũng là giáo viên y khoa tại trường y học Harvard.
Theo thông báo, triệu hồi đã được báo cáo cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường xa lộ quốc gia vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, và nó đã được chính thức công bố vào ngày hôm nay thứ Hai. Thì công ty Honda đang triệu hồi 187.290 chiếc xe truck Ridgeline đời 2020-2024 vì dây đai của cửa sau của hệ thống camera chiếu hậu có thể bị đứt gãy và ngưng hoạt động trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Và điều này có thể ngăn cản các hình ảnh camera chiếu hậu hiển thị và làm gia tăng các nguy cơ bị va chạm. Các đại lý Honda sẽ thay thế miễn phí bộ dây điện ở cửa sau RVC. Thư thông báo của chủ sở hữu dự kiến sẽ được gửi đến vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Các dây điện camera chiếu hậu trên các phương tiện dễ bị nứt do nước và muối bám vào ở nhiệt độ thấp. Công ty Honda đã nhận được khoảng 402 yêu cầu bảo hành liên quan đến vấn đề này, theo các tài liệu do hãng xe Nhật Bản đệ trình lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường xa lộ quốc gia NHTSA. Hiện nay thì vẫn chưa có báo cáo về thương tích hoặc tử vong. Theo tài liệu triệu hồi do Honda đệ trình lên Cơ quan An toàn Giao thông Đường xa lộ quốc gia, thì các vết nứt này ngày càng mở rộng do nước mặn đóng băng và tan băng nhiều lần, cũng như việc mở và đóng cửa sau sẽ làm cho những cái dây này nó bị nứt và đứt. Quản lý của Cơ quan An toàn Giao thông Đường xa lộ cho biết như thế. Và khi dây điện bị đứt thì các camera chiếu hậu sẽ không hoạt động được nữa. Và điều này sẽ ngăn trở cái tầm nhìn của các tài xế và có thể va chạm gây thương tích. Các cái loại xe được thu hồi là xe truck Ridgeline được sản xuất cuộc đời 2020-2024, được sản xuất từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 4 năm 2024. Và để sửa chữa vấn đề này thì Honda sẽ thay thế hệ thống dây điện cho các chủ xe Ridgeline mang xe đến đại lý để được sửa chữa. Chuỗi tiệm bán lẻ Target giảm giá hàng ngàn sản phẩm. Hôm thứ Hai, chuỗi tiệm bán lẻ Target đã công bố họ đang giảm giá hàng ngàn sản phẩm thông dụng, trong đó bao gồm hàng gia dụng và thực phẩm. Nhà bán lẻ này đang cố gắng thu hút những người mua sắm cảnh giác với nạn lạm phát quay trở lại cửa tiệm. Target cho biết giá của 1.500 mặt hàng đã được cắt giảm ngày hôm nay, với sản phẩm bổ sung lên đến 5.000 thứ sẽ được giới thiệu vào cuối mùa hè. Các nhà bán lẻ lớn khác tại Hoa Kỳ, bao gồm cả IKEA và Audi, đã phải giảm giá trong những tháng gần đây nhằm thu hút người tiêu dùng trở lại cửa hàng của họ. Bà Sarah Wyatt là giám đốc điều hành bán lẻ và tiêu dùng của S&P Global Ratings, đã nói với giới truyền thông rằng người mua sắm đã giảm bớt chi tiêu trong một năm nay vì chi phí đã tăng cao hơn 20% đến 30% so với 3 năm trước và do lợi tức không theo kịp. Bộ Thương mại Hoa Kỳ gần đây báo cáo rằng tăng trưởng doanh số bán lẻ đã bị ảnh hưởng vì giá cao. Hồi tháng trước, doanh số bán lẻ không thay đổi so với tháng 3. Tháng 4 thì chi tiêu đã không đạt mức tăng 0.4% mà các kinh tế gia đã dự đoán, theo FactSet. Các số liệu được điều chỉnh theo sự thay đổi theo mùa chứ không phải là theo lạm phát. Để so sánh, một năm trước doanh số bán lẻ đã tăng 3%. Đối với công ty Target thì việc giảm giá cũng là một nỗ lực nhằm cải thiện doanh số bán hàng vốn đã giảm lần đầu tiên vào năm ngoái kể từ năm 2016, trong bối cảnh được dự đoán là chậm chạp vào năm 2024. Số khách hàng trung lưu, cốt lõi của Target đã giảm mua các sản phẩm tùy ý, chẳng hạn đồ trang trí nhà cửa, đồ dùng điện tử và quần áo không cần thiết. Và thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Face Tonight của Đài Việt Face TV với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trương Quang Trang, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực vì biết rằng không có gì đạt được một cách dễ dàng.
các sản phẩm hồng sâm Trang Quan Trang đồng hành với tôi để giữ sức khỏe của mình mỗi ngày. Những ngày vàng son của tôi là bây giờ, ngày hôm nay. Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trang Quan Trang, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. Văn phòng quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau: nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch, mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch, có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket. Văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận Nhất, Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà không có quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ trân trọng, kính mời. Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối. Nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau. Phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC.